quay một số video hướng dẫn cách ép cá, cách chăm sóc cá. Cái này là mình chuẩn bị 24 hồ để quay lên để anh chị các bạn mà những lúc gặp có thể tập ép những dòng cá beta này. Còn cái này là cái lá bàng khô. Đối với cái lá bàng thì anh chị các bạn lấy cái lá khô để vào nước. Khoảng 2 tiếng sau thì nó sẽ ra cái nước vàng vàng thế này. Đừng có lấy lá bàng tươi nha các bạn. Lá bàng tươi nó sẽ ngả màu vàng. Cá của mình để vào nó sẽ dễ nhiễm bệnh hơn. Còn khi ép cá thì cái lượng nước của mình cao lên khoảng 10 hoặc là 10, 15 phân là vừa đối với cá. Nếu mình để cao quá thì con cá trống của mình nó sẽ chăm con đuối hơn. Nhiều khi nó chăm không kịp thì cá với lại trứng nó sẽ rớt xuống. Tỷ lệ cá con nó sẽ không có cao đạt bằng mình để nước thấp. Rồi sau đây mình sẽ lựa một số con giống để anh chị các bạn xem để biết cái cách khi mà mình ép những dòng cá này nó sẽ ra tỷ lệ cá con nó sẽ đặn hơn. Và khi mà cá con của mình nó lớn hơn nó sẽ ra tỷ lệ cao hơn là những dòng mà nó ra cá giạt. Những dòng này Sinopharm rất nhiều các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thả cá trống cá mái vô. Đối với cá beta thì nó nhanh sinh sản lắm các bạn. Mình dưỡng cho con mái nó căng trứng căng tròn là khoảng từ lúc mình mua về á tới lúc mình dưỡng khoảng chừng 2 tuần cho nó quen nước với lại nó căng trứng. Như con mái này anh chị các bạn thấy trứng của nó là một khúc trắng luôn như thế này. Nó đẻ ít nhất cũng khoảng 500 con á các bạn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta thì sáng thứ tư mỗi tuần bên trại đều quay lên một video. Anh chị các bạn có thể vào xem để lựa. Thích cá trống thì có thể chọn cá trống. Cá mái thì về tập ép hoặc là nhân giống hoặc là lai tạo đổi máu ở nhà thì có thể chọn luôn. Con này thì mình muốn làm cho ra nó nền đỏ nhiều thì mình ép với con mái coi đỏ này. Đây là mái coi các bạn. Mái coi đỏ, nền đỏ, thịt đỏ luôn. Hôm nay thì mình sẽ đặc biệt quay lên ép dòng coi Indo. Những dòng coi Indo này thì thời gian qua được rất là nhiều anh chị các bạn ưa thích. Nó vừa màu đậm, vừa vải dày. Form con nào cũng đẹp hết các bạn. Mình thả vô như thế này thì bắt đầu con nào mà trứng căng thì bắt đầu ngày mai là nó sẽ đẻ luôn. Còn nếu không thì qua ngày hôm sau. Nếu trong 3 ngày nó không đẻ thì anh chị các bạn bắt ra dưỡng lại nha các bạn. Con trống này đã ép một lần rồi. Cho nên nó bị rách một miếng. Khi ép cá anh chị các bạn lưu ý mình lựa cá mái nó nhỏ hơn cá trống một xíu. Chứ đừng lựa cá mái to quá. Lựa cá mái to quá là con trống nó quấn không được. Nó đẻ không được là bị con mái nó cắn đó các bạn. Con mái khi mà nó đẻ không được là nó quạo lên nó sẽ cắn. Đây là công đoạn mà mình thả cá vô buổi tối. Thường thường thì bên trại ép là thả cá vào buổi tối. Thì sáng lại ngày hôm sau thì nó sẽ quen. Nó sẽ giảm được cái tỷ lệ là cá nó sẽ đá nhau. Bây giờ là mới vừa thả vô thôi các bạn. Sau đó mình sẽ quay luôn cái lúc mà nó đẻ trứng với lại nó nuôi con luôn. Anh chị các bạn nhớ xem hết video để biết thêm chia sẻ một số kinh nghiệm mà cách ép, cách chăm sóc cá. Những con mái này với con trống này là mình dưỡng nó khoảng một tuần hoặc là 10 ngày thì mình mới cho nó vào ổ cho nó đẻ. Thường thì dưỡng á, anh chị các bạn cho nó ăn lăng quăng với lại ăn trùng chỉ. Còn về mình lựa cá giống á, anh chị các bạn lựa đuôi kỳ cờ vây hậu nó đừng có bị lỗi. Chia đuôi của cá beta thì nó có 11 chia. Anh chị các bạn nhìn thấy kỹ khi nó xòe lên á, nó có 11 chia. Mình sẽ quay chi tiết từng cặp để khi mà mình ép xong thì nó thử tỷ lệ nó sẽ ra như thế nào. Tất cả những con trong đây đều là dòng coi Red với lại coi Indo. Khi mà anh chị các bạn khi cá nó nở á, thì mình sẽ nói thêm cái cách để cho cá nó ăn cá bột các bạn. Cá bột đối với cá bột thì nó ăn ăn trùng cỏ nè, rồi ăn con mẻ. Nếu mà nhà mình có điều kiện á, mình có thể ấp Atemi cho nó ăn. Nhưng mà mình phải chuẩn bị trước là như hôm nay thì mình đã ấp Atemi rồi hoặc là có con mẻ rồi thì mình mới thả cá vô mình ép.
con nào cũng căng trứng to tròn hết. Đối với cá beta, cái bụng như thế này là to tròn lắm các bạn, chứ không giống như cá sim đá của mình. Cá sim đá thì nó bằng ngón tay lận, còn cá beta thì nó giòn giòn thôi, nó đã sinh sản rồi. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng thủy sinh đó, mình có thể tập ép một số dòng Dumbo. Anh chị bạn lưu ý là khi mà ép những dòng Dumbo thì tất cả dòng cá luôn, mình phải lựa con mái nó phải đẹp. Nhiều khi mình mua con trống tới mấy trăm ngàn mà mua con mái mấy chục ngàn ngoài tiệm về, nó sẽ ra cá không có đạt đâu các bạn. Anh chị các bạn mà muốn biết thêm tên gọi của từng dòng cá thì có thể vào kênh của mình. Trong kênh thì mình quay rất là nhiều cá. Mỗi khi mình quay up lên một batch một phần thì mình khi quay lên thì mình có giới thiệu tên của từng dòng hết. Lúc nào rảnh thì anh chị các bạn có thể vào để xem biết thêm. Lâu lắm rồi mình không có quay lên cách chăm sóc, cách ép cá. Anh chị các bạn có vô tình coi được video này thì nhớ bên góc tay phải có chữ đăng ký các bạn. Anh chị các bạn nhấp vào để xem được nhiều video cá mới hơn. Cái nào mình cũng ép một cặp hoặc hai cặp. Đôi tưa thì có tưa fancy, tưa đơn sắc màu trắng và màu đỏ. Còn con này là dòng koi Nemo Galaxy. Lựa anh chị các bạn khi mà lựa cá ép á, mình lựa những màu tươi tươi mình làm. Nhưng mà hạn chế màu xanh nha các bạn, màu xanh nhiều quá thì nó sẽ ra màu xanh nhiều, nó không có lột. Cái này là mình đang thử nghiệm ép dòng lắc lu với lại dòng vé lô, thử nó ra cá như thế nào. Có những con lắc lu nó sẽ có nền vàng nhìn rất là đẹp các bạn, đen vàng nhìn rất là ngầu, cho nên mình thử ép cặp này nửa cá con nó sẽ ra sao. Trống vàng, mái lắc lu với lại trống lắc lu mái vé lô coi các bạn, dòng coi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại để cho cá nó đẻ. Cái miếng này là mình tự thiết kế ra, dán ra. Để khi mà anh chị các bạn ép á, mình đậy nó lại như thế này, nó sẽ kín luôn, không có gió lùa vô. Khi ép cá là anh chị các bạn lưu ý là mình phải cho nó kín hết như thế này thì cá nó sẽ không có bị ăn con, gió nó không có lùa vào. Gió lùa vào thì nó sẽ bị tan bọt các bạn. Bắt đầu ngày mai nó sẽ cá trống nó sẽ nhả bọt rất là nhiều. Nếu mà gió lùa vào liên tục thì nó không có làm bọt kịp. Con cá mái nó đẻ trứng là nó sẽ ăn hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đậy lại. Qua ngày mai thì mình sẽ quay lên tiếp theo để anh chị các bạn xem. Mình để tối hôm qua thì sáng ngày hôm nay nó đẻ rồi nè các bạn. Anh chị các bạn thả vô buổi tối thì nó rất là có lợi là qua ngày hôm sau nó sẽ quen con cá rồi nó sẽ đẻ luôn. Cái này là cá đang đồng loạt đẻ. Mình sẽ quay từng cặp lại để anh chị các bạn xem. Đây là con mái của cặp số 1. Cái ổ mà mình vừa quay á các bạn. Nó chạy vô trong nó chầm trứng. Đối với cá beta thì nó cũng dễ ép như cá sim, cá phướng mình vậy đó. Đây là cái cặp koi Indo. Anh chị các bạn thấy con này là hôm qua trứng nhiều lắm, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì nó hết rồi các bạn, nó chỉ còn số lượng rất là ít. Trứng là nó nằm trong cái tổ bọt này, mình không có dỡ lên được nha các bạn. Dỡ lên thì mình sợ nó sẽ ăn ăn trứng của nó. Cặp này là cặp số 2 nè. Con mái này là đẻ rồi. Rồi tới cặp số 3. Cặp số 3 là nó đang đẻ. Đối với cái beta mà cái sung sướng nhất của khi mình nuôi á, là khi mình ép được một bầy cá con, sau đó mình có thể ngắm nhìn nó lớn lên từng ngày, đó là cái niềm hạnh phúc nhất mà mình ép những dòng cá beta các bạn. Cái tổ bọt nó trên đây, nó đẻ rồi các bạn. Con này cũng là dòng koi Indo. Rồi tiếp theo sẽ là cặp số 4. Cặp số 4 thì nó cũng đẻ rồi luôn.
Khi mà đẻ xong á, thì mình sẽ bắt con mái ra để cho con trống nó chăm. Nó chăm khoảng chừng 1 tuần hoặc là 10 ngày các bạn. 1 tuần, đa phần là 1 tuần. Thì cho cá con của mình nó sẽ cứng cáp rồi mình mới bắt đầu bắt cá trống ra. Có một số anh chị các bạn có thể thả cá trống nuôi chung luôn cũng được. Cặp này cũng đẻ rồi. Trứng của nó trên đây nè. Mình dở cái nắp ra cái là gió nó bắt đầu lùa vào. Lùa vào thì nó sẽ bị tan bọt đó các bạn. Cho nên mình ép cá beta thì mình lưu ý là mình phải đậy nó lại, che đậy nó lại để nó sẽ gió lùa làm tan bọt hết. Còn cái cặp này thì nó đang happy đây. Đang ép. Anh chị các bạn có vô tình coi được video này thì nhớ cập nhật cái phần những phần cá beta mới nhất. Nếu mà có thích ép những dòng cá beta thì nhớ cập nhật cái phần mới nhất để đặt hàng nha các bạn. Vào sáng thứ tư mỗi tuần bên trại đều up lên video của cá beta mới. Anh chị các bạn có thể vào xem để đặt. Còn nếu mà muốn đặt riêng từng cặp những dòng nào thì có thể nói tên qua số điện thoại mình, nhắn tin qua. Bên trại thì mở cửa từ lúc 8 giờ sáng tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Lúc nào anh chị các bạn có thời gian thì có thể qua bên trại để xem, để lựa một số dòng cá beta mới. Ngoài các dòng cá beta thì bên trại có bán luôn trùng huyết, trùng chỉ, atimi, bo bo, cám thái và một số phụ kiện chăm sóc cho cá. Anh chị các bạn có thể qua để mua cá rồi có thể chọn luôn, không cần phải đi xa để mua những dòng thức ăn nữa. Con này cũng đang đẻ. Dòng coi vàng, coi yellow. Cặp này nó đang quấn lên các bạn. Cặp bên đây nó cũng đang đẻ. Khi mà đang đẻ thế này thì anh chị các bạn lưu ý mình phải đậy lại, đừng có đi động ầm ầm nha các bạn. Nhiều khi mình đi động nó là nó sẽ nhát, nó sẽ ăn trứng hết. Còn cái này là mình làm video này để quay lên để cho anh chị các bạn xem. Hồi trước giờ lâu lắm rồi, mình quay cá lên để bán thôi chứ không có quay cá lên hướng dẫn anh chị các bạn cách chăm sóc, cách ép. Trong tuần này mình sẽ hướng dẫn để anh chị các bạn ở nhà có thể tập ép một số dòng cá beta này. Anh chị các bạn lưu ý là khi mà mình nuôi nó thì mình nhớ dưỡng cho nó sung căng trứng tròn rồi mình ép nó thì nó sẽ nhanh đẻ hơn. Như những con này là mình dưỡng khoảng 1 tuần rồi, mình cho vô đẻ thì tối ngày hôm qua sáng ngày hôm nay nó đẻ hết rồi các bạn. Con mái này nó đẻ sắp hết trứng rồi nè. Đối với một số dòng cá beta mà nó ăn trứng á, thì anh chị các bạn lưu ý mình sẽ có cách hướng dẫn riêng để khi mà ép những con đó. Tại vì có một số con rất là đẹp các bạn mà nó ăn trứng thì nó rất là tiếc. Rồi cái cặp này cũng đang cho đẻ luôn đây. Con trống này thì nó ép được 2 lần rồi các bạn. Còn con mái này thì nó đẻ xong rồi. Nhiều con nó bị con trống cắn đó các bạn. Mình thả về buổi tối thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ cá nó cắn gách. Còn nếu mà ví dụ mình ép 10 cặp thì thế nào cũng có 1 hoặc 2 cặp nó sẽ đá nhau rách như thế này. Rồi cặp này đang hạnh phúc đây, đang đẻ. Mình ép á, mình lựa cái chỗ tối để cho cá nó sẽ không có bị nhát. Cho nên mình quay video nó hơi tối nha các bạn. Nếu mà có một số con trống mà nó ăn trứng á, anh chị các bạn khi mà nó đẻ xong mình canh á, canh nó xong cái mình vớt hết hết con trống mái ra. Sau đó mình giật nước xuống, cái mực nước này là khoảng chừng 10 phân nước thì mình giật xuống khoảng chừng còn 2-3 phân thôi. Rồi sau đó mình ấp cạn luôn cho nó, ấp phao á, nhiều người thì họ nói là ấp phao. Mình để nó sẽ tự nở. Con trống này nó làm cái đống bọt rất là to luôn.
Rồi tới cặp này thì nó cũng đang cho đẻ, cặp này là cặp số 12 rồi các bạn. Mình sẽ quay trình tự để anh chị các bạn xem. Ngày mai thì nó bắt đầu, nó sẽ con trống mình sẽ bắt, chiều nay mình sẽ bắt con mái ra. Đối với cá beta thì nó đẻ từ lúc 6-7 giờ sáng các bạn, cho tới khoảng 2-3 giờ chiều là nó xong hết rồi, nó không có đẻ nữa. Nhưng mà mình kỹ thì tối mình sẽ bắt ra. Còn đây là cái cặp Dumbo, nó cũng đang đẻ đây, nó chui vô góc này nè các bạn. Khi mà mình làm cái rong bèo hoặc là cái lá gì để trên mặt á, anh chị các bạn không cần đâu các bạn, tự nó sẽ, mình đậy lại thì nó tự nó sẽ làm một cục và nó sẽ nở, nó sẽ dính trứng trên đó, không cần phải để cái lá lên hoặc cái bịch lên. Có một số anh chị các bạn làm cái bịch á, cái là nó dính trứng trên đó. Anh chị các bạn thấy cái bọt của nó khác với cái trứng nè. Cái này là cái trứng, còn cái phía ngoài là cái bọt. Cái này là cái trứng nè các bạn, trắng trắng là cái trứng. Có rất là nhiều anh chị các bạn không có phân biệt được cái trứng với lại cái bọt, thì cho coi trong video này là mình biết hết rồi các bạn. Rồi tiếp theo sẽ là cặp đuôi tưa. Đây nó đẻ trứng đây. Đẻ trứng như thế này thì tự nó sẽ gom bọt lại, đẻ xong là nó sẽ gom lại và nó sẽ tự nở. Còn cái cặp đuôi tưa đỏ này là nó đang quấn. Còn cặp tưa trắng thì nó đẻ rồi nè các bạn, trứng của nó đây. Mình khuyên anh chị các bạn là trước lúc ép cá thì mình phải dưỡng cho cá nó căng tròn rồi mình đã ép, chứ đừng có vội các bạn. Cặp này là nhập coi Nemo, con này nó đẻ rồi. Còn cặp này thì nó đang đẻ luôn, mình dở ra cái là nó ngưng lại liền nè các bạn. Cho nên anh chị các bạn khi ép những dòng cá beta thì hạn chế xem nó, cứ ngồi mình rình nó hoài thì nó đôi khi nó sẽ ăn hết con của nó luôn. Khi lựa cá rẻ thì anh chị các bạn là chọn những cặp màu tươi ép hoặc là màu đậm. Con này là nó đẻ được một ít rồi đó các bạn. Còn cái cặp co vàng, con mái của lắc lu, còn con trống của coi vàng này các bạn, nó cũng đẻ rồi. Để mình quay trứng của nó anh chị các bạn xem. Chiều nay thì mình sẽ bắt đầu bắt con cá mái ra để cho đậy lại, để cho con cá trống nó chăm, chứ mình dở như thế này hoài thì nó sẽ tan bọt hết các bạn. Anh chị các bạn thấy ép cá mà đầu tư không? Để cái này làm cái này, một cái này rồi đậy lại, kích thước 30-30. Đó, con này cũng là coi vàng luôn. Cái cặp lắc lu này thì nó đang đang kè, đang cho đẻ. Đó, con mái là đang nằm một góc đó các bạn, nó sẽ ngớp ngớp bọt, nó ngớp oxy vào trứng của nó rồi bắt đầu nó sẽ đẻ. Cặp này thì nó cũng đang cho đẻ nè các bạn. Con đối với cá beta thì con mái giòn giòn thế này là nó đẻ rồi các bạn. Cho nên khi mà ép cá beta chủ yếu là anh chị các bạn tách nó ra
rồi đừng có cho nó kè với con trống một thời gian. Sau đó rồi mình cho nó vô kè một ngày trước rồi thả nó, hai đứa nó vào. Nếu không thì anh chị các bạn làm theo cách của mình, cứ thả hai đứa nó vô vào buổi tối là nó sẽ tự đẻ. Nó sẽ làm quen buổi tối, sáng lại là nó đẻ luôn. Nó sẽ hạn chế việc đá rách nhau hết. À, còn cái cặp này là nó đẻ được một ít rồi nè. À, mình làm cái dàn hồ riêng nhỏ nhỏ này để dưỡng cá con các bạn. À, khi ép xong thì mình sẽ nuôi cá con trong đây luôn. Rồi khoảng chừng 2 tuần sau thì mình sẽ bắt đầu cho cá con ra thùng. Con nào cũng đang đang đẻ hết. Để gió nó không có bị lùa vào. Gió lùa vào thì con cá nó sẽ làm bọt không kịp, cá chấm các bạn. Nó làm bọt không kịp thì trứng của nó sẽ rớt xuống. Có một số con trứng nó sẽ bị rớt xuống cho nên mình phải đậy kín lại. Trại cá kiển Đa Minh mến chào quý anh chị các bạn. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Trong video tuần này mình sẽ giới thiệu một số dòng cá beta. Và mình sẽ hướng dẫn để anh chị các bạn có thể ép một số dòng cá beta nó sẽ hiệu quả hơn. Và không cần phải cho nó kè nữa. 2 ngày rồi, bây giờ là bắt đầu nở rồi các bạn. Trứng nó bắt đầu là nó đu cái tổ bọt rồi. Thì khoảng chừng 2 hôm nữa là bắt đầu nó sẽ bơi ngang. Cái bầy này là được 2 ngày nè các bạn. Bắt đầu nó chưa có bơi ngang được đâu. Khoảng 4 ngày cho tới 1 tuần thì cá nó mới bắt đầu bơi ngang lại. Bầy này rất là đông luôn, ít nhất cũng phải 300 hoặc là 400 con đó các bạn. Con này là dòng koi Indo Galaxy. Các con quá chừng luôn. Từ ngày 4 tháng 8 cho tới hôm nay là ngày 4 tháng 8 là chiều ngày 4 tháng 8 mình bắt đầu thả cá vô. Bây giờ là tới ngày 8 tháng 8 là cá bắt đầu nở. Mình thấy là 24 cặp này là chỉ có 2 cặp Dumbo là nó nở con ít thôi các bạn. Còn tất cả còn lại đều là nở con đều hết, không có cặp nào ăn trứng hoặc là ăn con. Còn cái những cái tầng bên đây là mình chuẩn bị cho cá con nó lên. Anh chị các bạn mà muốn kệ cá như thế này, xếp thành tầng á, những kệ tầng này anh chị các bạn nuôi bảy màu hoặc beta thì bên trại đều có bán luôn cả cây xanh, cây nhựa, cây xanh, cây đen, cây trắng là cái cây á các bạn. Nó có từng tầng, cái này là 4 tầng. Còn cái ống mà mình gắn vô thì ống là ống 34. Anh chị các bạn có thể cắt mấy cái ống nhựa mua Bình Minh hoặc là của những hãng nào đó thì về gắn vào. Để mình quay chi tiết từng cặp để anh chị các bạn xem cá bột. Trong phần đầu video á, thì mình quay video từ ngày 4 tháng 8. Bây hôm nay chiều ngày 4 tháng 8 là mà mình bắt đầu thả cá. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 rồi, buổi trưa nha các bạn. Nhưng mà mình thấy trong 24 cặp này là chỉ có 2 cặp Dumbo thì nó nở tỷ lệ con ít thôi, còn lại là tất cả đều nở con hết, không có con nào ăn trứng hoặc là ăn con. Anh chị các bạn cần khay nhựa, khay tầng á, cái này là khay tầng. Cái này là khay tầng, mình có thể nuôi 7 màu hoặc là nuôi beta. Cái khay này là 4 tầng. Anh chị các bạn mà mua khay không về mình có thể mua những cái ống nhựa. Ống nhựa là ống Bình Minh hay gì đó. Anh chị các bạn về cắt ống này, ống 34 về tự cắt ra rồi cái mình có thể thả cá. Bên trại đều có bán cây đen, cây trắng, cây xanh, hoặc là luôn cả tầng như thế này. Anh chị các bạn có thể gần thì có thể qua chở về, ở tỉnh thì có nhận ship luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng con để anh chị các bạn xem tỷ lệ cá bột nó nở như thế nào. Cái con này là con số 1. Con này là con Indo nha các bạn.
để mình quay cá bọt của nó cho anh chị các bạn xem. Con này thì nó nở tỷ lệ rất là cao, anh chị các bạn thấy con mái nó không cần to đâu các bạn. Nếu mà xem được cái đoạn này thì mình có thể tua lại cái đoạn đầu để xem con mái của nó có to hay không. Nhưng mà nở tỷ lệ cá bọt nè, cá bắt đầu bơi ngang hết rồi chứ không có đu cái bọt nữa. Ngày mai rồi, tới cặp này là cặp số 2. Cặp số 2 cũng nở tỷ lệ bao nhiêu đây. Anh chị các bạn cho ăn thức ăn đối với cá bột thì thường thì cá bột của mình nó dễ ăn lắm các bạn. Mình có thể ấp Atemi cho nó ăn hoặc là mình cho nó ăn trứng, lòng đỏ trứng. Rất là nhiều luôn các bạn. Cá bột nó trong trong. Cặp này là cặp số 3 nè các bạn. Để mình quay cá con ở trên để anh chị các bạn xem. Con này thì mình khi mà mình cho nó đẻ thì mình che nó lại hết, nó không có thấy bên ngoài. Với lại mình lấy cái nắp các bạn đậy kín nó lại. Mỗi một con thì mình đều cho một lá bàng vào. Lá bàng có tác dụng làm trong nước, với lại nó sẽ giúp cho con cá mình nó sẽ khỏe hơn. Tới cặp này là cặp số 4 đó các bạn. Để mình quay cá con để cho anh chị các bạn xem. Đây, cá con của nó đây. Đó, anh chị các bạn thấy cá con của nó ti 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 ti. Rồi tới cặp này, cặp số 5. Anh chị các bạn thấy tỷ lệ nở, nó nở rất là nhiều. Cá trống chăm rất là tốt. Thường thường thì những lúc trời mưa cá nó dễ sinh sản lắm các bạn. Nó đẻ con tỷ lệ rất là cao. Nhưng mà anh chị các bạn lưu ý là mình phải nuôi trong nhà, chứ mà mình ép ngoài trời nước mưa nó vô thì cá bột của nó dễ bị nấm lắm. Cá con của bầy này rất là đông luôn các bạn. Đối với cá beta, khi mà có một số con nó ăn trứng á, anh chị các bạn mà thấy nó đẹp quá cái mình tiếc, lỡ con cá đang cá nhập về mà mình tiếc quá mình không biết làm gì, thì anh chị các bạn có thể lấy trứng của nó. Lấy trứng của nó vừa đẻ ra xong, nó thụ tinh xong, cái anh chị các bạn bỏ qua con trống khác nó sẽ chăm. Con trống nhưng mà mình phải canh nó, hai con phải đẻ một lượt. Rồi tới cặp này là cặp số 6. Cái con này là koi Red Galaxy. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta thì bên trại quay lên video vào sáng thứ tư mỗi tuần. Rồi tới cặp số 7 là con koi vàng với con mái koi vàng luôn. Tí nữa mình sẽ quay con mái koi vàng với lại con trống lắc lu để anh chị, con mái lắc lu để anh chị các bạn xem. Con nào cá bột cũng nhiều hết các bạn. Ở này là nuôi sỉnh luôn. Rồi tới con số 8. Cá trống á, là nó sẽ nhả bọt để giữ cái trứng của nó không có bị rớt xuống. Tới con số 9. Cá trống là nó sẽ nhả bọt các bạn, để nó giữ cái trứng của nó không có bị chìm xuống. Cho nên khi ép cá thường thường là người ta sẽ lựa chọn con trống để giữ trứng nhiều hơn, hoặc là chăm con nhiều hơn. Có một số con mái anh chị các bạn cứ thả con trống mái vào, nó làm bọt xong anh chị các bạn để con mái mà để nước thấp thôi, con mái nó vẫn chăm, cá con nó vẫn nở bình thường. Nhưng mà tỷ lệ của nó cá con nó sẽ ít hơn. Con này là con số 9 nè. Rồi tới con này là con số 10. Anh chị các bạn thấy là rất là nhiều con luôn các bạn, nở rất là đều. Rồi con này là 11. Số 11 thì nó đạt tỷ lệ ít hơn. Con này là nó gom con nó hết vô trong trứng rồi.
con này là số 12. Con này thì tỷ lệ cá con rất là đông. Con máy coi vàng với lại con trống lắc lu. Mình sẽ làm ra một bộ mới thử coi cá con nó sẽ như thế nào. Đen nghẹt luôn các bạn. Con này là của con trống coi vàng với lại đây là coi Red Galaxy. Con này là của coi Red Galaxy. Nó đẻ rất là nhiều các bạn, để mình quay cho anh chị các bạn xem. Này, cá bột của nó là đông nghẹt luôn. Anh chị các bạn mà mới tập ép á, thì có thể xem trong video này để biết cái cách mà mình ép cá. Thường thì thả cá, anh chị các bạn lưu ý là mình thả cá vào buổi tối nha các bạn. Sáng lại ngày hôm sau thì trong video như video này nó sẽ tự sinh sản luôn, nó sẽ tự đẻ. Qua ngày hôm sau nó sẽ quen, nó tự đẻ chứ không cần phải cho nó kè một ngày nữa. Rồi cái này là của con trống tua trắng. Này là của con trống tua đỏ. Trống tua thường thường nó cho người nó trong vèo các bạn. Cá con hai con Dumbo thì nó nở tỷ lệ cá con rất là ít luôn. Đối với dòng Dumbo nó đẹp lắm các bạn, nhưng mà mình ép nó cũng cái này là bầy Dumbo nè các bạn. Nó sống tỷ lệ ít chứ không có nhiều. Hai bầy Dumbo là 24 cặp, mình để vào hôm đó nhưng mà tới hôm nay nó mới đẻ luôn. Có một số con thì nó cá ly thia ruộng các bạn, nó chịu thì nó mới vô ổ nó đẻ. Cái con này là dòng Island. Bắt đầu ngày mai thì mình sẽ cho nó ăn trứng gà hoặc là con mẻ. Con mẻ thì anh chị các bạn có thể lên kênh YouTube gõ cách cho con mẻ ăn cho cá beta, rồi mình sẽ up Atimi cho nó ăn. Mình sẽ quay từ từ để cho anh chị các bạn xem cái tỷ lệ sống của cá với lại cá nó sẽ sinh trưởng phát triển như thế nào. Anh chị các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video cá mới hơn. Còn về rong bèo thì bên trại tặng chứ không có bán. Các bạn anh chị cần thì có thể qua bên trại để lấy, hoặc là có thể đặt hàng thì mình sẽ gửi. Bên trại thì mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Lúc nào có thời gian hoặc là anh chị các bạn ở tỉnh có dịp lên Sài Gòn thì có thể ghé qua bên trại để xem, để lựa một số dòng cá cảnh như cá beta, cá rồng, la hán, cá chép, cá binh bông và một số dòng cá vàng khác. Còn cái này là rong bèo tặng nha các bạn. Khi đặt hàng thì có tặng thêm, hoặc là anh chị các bạn có thể qua bên trại để lấy. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn.